Hôm nay mùng 6 tháng 2, thay vì mở cửa đón khách tới tham quan vào đầu năm mới, hàng trăm tiểu thương tại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tụ tập để đánh trống, răng biển, phản đối việc chủ chợ gốm là công ty cổ phần xứ Bát Tràng đóng cửa chợ với lý do cải tạo mặt bằng. Thực hư sự việc này như thế nào? Phóng viên thời sự đã có mặt để tìm hiểu. Khua chiêng, đánh trống. Hình ảnh thường thấy ở những lễ hội đầu năm. Nhưng sáng nay, nó đã vang lên trước cổng chợ làng gốm cổ Bát Tràng. Nhưng lý do không phải là mừng hội, mà là để phản đối việc đóng cửa chợ, tạm dừng việc làm ăn của hơn 100 hộ kinh doanh. Bây giờ tôi vẫn run, vẫn chưa tưởng tượng được những cái hành động của họ làm như với mục đích như thế nào. Tôi không hiểu được. Là vì tôi sống ở Bát Tràng ngay từ bé, mà bao nhiêu đời ông cha tôi ngày xưa để lại là cái làng nghề cho chúng tôi. Thế bây giờ chúng tôi muốn bảo tồn mà lại cũng không bảo tồn được. Chúng tôi thấy cổ phần xứ Bát Tràng là coi thường lãnh đạo làng. Và ngay ngày hôm nay thôi là coi thường cái lãnh đạo địa phương. Tức là hôm qua là chúng tôi có mặt ở ủy ban thì đồng chí bí thư đảng ủy xã là đã nói với bà con là có văn bản để yêu cầu công ty là hôm nay không được đóng cửa. Cửa chợ, thế nhưng chúng tôi bà con thì sáng sớm nay tôi ra xưởng là tôi đã thấy cái biển đỏ này thông báo rồi. Đơn vị đưa ra tấm biển thông báo ngừng hoạt động này là công ty cổ phần xứ Bát Tràng. Năm 2016, công ty đã được chuyển từ vốn nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro cho một doanh nghiệp tư nhân mua hơn 60% cổ phần. Từ khi có chủ mới, những mâu thuẫn người cho thuê và tiểu thương thường xuyên nổ ra. Chúng tôi viết yêu cầu của chúng tôi lên là cái thứ nhất là chúng tôi ủy quyền hợp tác. Cái thứ hai là bà con nhất trí lúc nào cũng mong là ký hợp đồng tiếp theo. Cái thứ ba nữa là muốn gì thì cũng phải đàm phán với bà con để đi đến cuối cùng. Thế nhưng hoàn toàn không, không trả lời, không nói năng gì cả. Bây giờ cái đóng cửa lại, thế tự hiểu xem như thế có được hay không. Chia sẻ với phóng viên VTC, ông Hưng, một nghệ nhân và cũng là một tiểu thương trong chợ truyền thống Bát Tràng cho biết, cảm giác của ông khi hay tin đóng cửa chợ là đau xót. Trong này có hơn 100 gian hàng, mỗi một gian hàng thấp nhất là 500 triệu đồng và nhiều nhất là trên 1 tỷ đồng. Một ngày không chợ gốm, không mở được thì bà con trong làng nghề, bà con kinh doanh ở chợ chỉ là một phần thôi, bà con trong làng nghề cũng cảm thấy rất là áy o, lo lắng. Các cụ bảo, của đau thì con sót, nhưng nỗi đau của hơn 100 hộ kinh doanh thì có lẽ còn hơn số tài sản 100 tỷ đồng. Bởi một ngày đóng cửa là một ngày nói không với du khách đến với Bát Tràng. Trước sức ép của các hộ dân, ngay cuối giờ sáng, chính quyền xã Bát Tràng và huyện Gia Lâm đã phải vào cuộc. Việc cưỡng chế mở cửa chợ đã thực hiện ngay sau đó, nhưng vẫn còn đó không ít băn khoăn. Với cái sự vào cuộc của chính quyền xã cũng như là chính quyền huyện Gia Lâm thì cuối cùng thì chợ làng cổ Bốn Bát Tràng thì cũng đã được mở cửa trở lại. Tuy nhiên là vẫn còn đó những băn khoăn của rất nhiều những tiểu thương đang kinh doanh tại chợ là liệu rằng tương lai của chợ sẽ như thế nào, có bị đóng cửa tiếp tục hay không và đời sống của bà con tại chợ thì sẽ diễn biến như thế nào.